Chương 25 Ám thị. Triển Chiêu và bạn Ngọc Đường chạy xe tới địa chỉ Trần Cảnh cung cấp, phòng khám của giáo sư Hứa. Loan quanh một hồi thì tới khu nghèo nàn gần với phố 3 của thành phố S. Vì xe của bạn Ngọc Đường khiến người khác vô cùng chú ý, nên hai người đậu xe ở chỗ xa xa rồi đi bộ vào. Khu vực này là nơi tập trung của Yukon, quán bar, vũ trường, cả những chỗ nhạy cảm. Phần lớn người vào đây đều là những thanh thiếu niên ăn mặc quá dị. Triển Chiêu nhìn quanh quốc tìm số nhà, bạn Ngọc Đường đột nhiên kéo anh vào bên cạnh mình, tay ôm vai anh. Gì vậy? Triển Chiêu như nhún vai, liếc bạn Ngọc Đường. Shh. Bạn Ngọc Đường nhẹ nhàng nói, đừng nhìn phía sau, có người đi theo chúng ta. Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Triển Chiêu kinh ngạc hỏi. Bạn Ngọc Đường mỉm cười. Hình như mọi thứ không phải lúc nào cũng như cậu nghĩ. Là sao? Triển Chiêu không hiểu. Tí nữa sẽ biết. Bạn Ngọc Đường ôm anh, quẹo vào một con hẻm không người. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, rất tán loạn, hình như không chỉ một người. Bạn Ngọc Đường dừng bước. Lúc này phía sau có hai người chạy đến, sau đó thêm hai người nữa. Bốn người tỏa ra, vây Triển Chiêu và bạn Ngọc Đường vào giữa. Triển Chiêu quan sát bốn người, thoạt nhìn đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất Yukon, xăm hình quái dị, kiểu tóc, cosplay. Hai vị trông như người có tiền ta. Một tên Yukon đánh ra Triển Chiêu và bạn Ngọc Đường. Cho bọn này mượn ít tiền để chơi gái đi. Triển Chiêu liếc bạn Ngọc Đường, cố gắng nhịn cười. Đội trưởng cảnh sát hình sự bị người ta xin đảo. Với bạn Ngọc Đường, có khi đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay. Không có tiền cũng không sao. Một tên Yukon đột nhiên cười hắc hắc, vươn tay. Theo bọn này đi chơi một tí cũng được. Tay hắn duỗi vào phía má Triển Chiêu. Một tiếng rắc vang lên thật giòn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bạn Ngọc Đường tấm tay tên nọ, mà cả tay đó đang rơi vào tình trạng cong oạc một cách dị thường, bị bẻ gãy. Tên Yukon bị gãy tay kêu thảm, ngồi bệt xuống mặt đất. Ba tên còn lại cũng luống cuống tay chân. Bạn Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Lần trước tôi dạy cho cậu mấy chiêu, giờ còn nhớ không? Triển Chiêu sốt sắng gật đầu. Thực chiến, yeah, thực chiến, cơ hội hiếm có nha. Bạn Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, quay qua vẫy tay ba tên Yukon còn lại. Ba tên nhìn lẫn nhau vài cái, tên đứng đầu hô to. Lên! Rồi cùng vọt lên. Tên Ngọc Đường tiến một bước, đỡ một tên vượt qua mình, rồi quay qua chặn hai tên còn lại. Tên được ném một bên, liền lập tức ngắm vào Triển Chiêu. Triển Chiêu lầm bầm khẩu quyết mà bạn Ngọc Đường dạy cho mình. Nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng bước vào bên phải. Tay phải thuận thế, gạt cánh tay đối phương. Tay trái nắm lấy vai trái đối phương. Đưa chân trái của mình ra phía ngoài chân trái đối phương và đạp. Xoay người, tay phải ở phía trước kéo mạnh, đem đối phương quăng thật mạnh về phía trước. Ầm một tiếng, tên Yukon bị ném bay đi và té chổng vó như chó ăn bùn. Yes! Triển Chiêu nắm tay lại ăn mừng, quay đầu nhìn bạn Ngọc Đường, thấy anh đã cho hai tên Yukon còn lại một trận, đang đứng nhìn mình. Bạn Ngọc Đường thấy vẻ mặt Triển Chiêu kiểu như, trò này vui quá nha, muốn đánh thêm một trận nữa quá. Trông rất đáng yêu, thật muốn kéo lại, hung hăng hôn một cái. Nhưng mà... thôi, hiện giờ chưa muốn bị ăn đấm. Anh kéo một tên Yukon dậy. Còn muốn tiếp tục không? Không, không dám nữa. Tên Yukon vừa ho khan vừa cầu xin. Nhìn địa chỉ này. Bạn Ngọc Đường kéo tên Yukon dậy. Triển Chiêu cũng theo lại gần. Có gần đây không? Tên Yukon nheo mắt lại, nhìn địa chỉ, gật đầu nói. Không, không sai, ngay khu nhà phía trước. Tên Ngọc Đường buông tay. Mấy tên nhóc liền chạy trối chết. Hai người cũng không muốn đuổi theo, tiếp tục đi về khu phòng mà tên Yukon chỉ. Đây là tòa nhà hai tầng, cánh cửa tàn tạ hé mở, hành lang bên trong tối om. Tần Ngọc Đường nhìn bên trong, thấy một cái đèn pin cầm tay, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng dặn. Cẩn thận. Ừ, Triển Chiêu gật đầu đuổi theo, hai người đi vào bên trong hành lang, giống như Trần Cảnh miêu tả, phòng khám ở trên lầu 2. Cẩn thận từng bước đi lên lầu, không giống như tầng 1 tối om om, tầng 2 có ánh đèn mờ mờ. Tắt đèn pin, bà Ngọc Đường đột nhiên dừng lại, ngang Triển Chiêu. Triển Chiêu khó hiểu nhìn bà Ngọc Đường. Bà Ngọc Đường rút súng ra, lấy tay chỉ vào mũi mình. Triển Chiêu hít nhẹ, quả nhiên có cảm giác mùi gì đó rất nặng, mùi máu. Triển Chiêu cũng rút súng ra, có chút lo lắng nhìn về phía bà Ngọc Đường. Hai người tách ra, một trái một phải, tiến vào gian phòng kia. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Bạn Ngọc Đường nhấc chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh đèn bên trong màu đỏ, tối mờ một cách bất thường. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Triển Chiêu nhíu mày.
Cho dù là ai, trẻ nhiều máu như vậy chắc chắn đã không còn khả năng sống. Hai người một trước một sau tiến vào gian phòng. Vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Giáo sư Hứa nằm thẳng trên mặt đất, trên cổ có vết cắt đầy máu, mặt đất hầu như ngập máu, thêm màu máu cùng độ đông, ít nhất đã chết 24 tiếng đồng hồ. Dù sao cũng từng là tiền bối, lại làm việc cùng nhau, Triển Chiêu thấy xác của giáo sư Hứa cũng có chút không chịu được, quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Bà Ngọc Đường kiểm tra gian phòng một chút, không còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra, gọi mọi người trong ACI tới. Rất nhanh, tòa nhà âm trầm đã bị cảnh sát vây quanh, băng vàng bảo vệ được răng, tất đám người hiếu kỳ vây xem. Triển Chiêu ngồi đợi trên xe cảnh giới, bà Ngọc Đường đi tới cạnh anh, đưa một cốc cà phê nóng. Cậu không sao chứ? Triển Chiêu nhận cốc cà phê, hai tay đầu cầm, tận hưởng độ ấm, xua đi khí lạnh xung quanh. Cậu nghĩ sao? Bà Ngọc Đường thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Sự việc dường như trở nên khó kiểm soát. Lúc đầu cho rằng tìm được giáo sư Hứa, vụ án có thể kết thúc, không ngờ rằng ông ta lại bị giết. Triển Chiêu nhấp một ngụm cà phê. Khó uống quá. Bây giờ tiến sĩ Trương trở thành nghi phạm. Bà Ngọc Đường cầm cốc cà phê. Khổ uống lắm sao? Nhấp một ngụm, cau mày đem cà phê qua một bên. Đúng là cà phê, mùa đã uống nhưng không ngờ còn có tác dụng tốt hơn uống, làm ấm tay còn tốt hơn mấy lần. Triển Chiêu cúi đầu cười. Cười cái gì, mẹ chết. Bà Ngọc Đường gãi gãi đầu. Phương pháp an ủi người khác của cậu thật tốn tiền quá. Triển Chiêu nhìn lên trời. Cậu không hợp với kiểu nói đạo lý. Chẳng phải cậu cũng cười được sao? Bà Ngọc Đường đắc ý, cọ cọ vai Triển Chiêu. Tôi là người văn võ toàn tài mà. Sếp, đã khám nghiệm hiện trường xong. Bà Ngọc Đường gật đầu. Có manh mối gì không? Phương Triều lắc đầu. Không phát hiện gì, hung khí cũng không thấy. Trương Long bên kia thế nào? Triển Chiêu hỏi. Không tìm thấy tiến sĩ Trương, giờ vẫn đang tiếp tục tìm. Phương Triều nói. Bọn tư khám vẫn đang ở khu gần trường đại học, thằng cha đó tự như bốc hơi khỏi quả đất vậy. Tiếp tục tìm đi, xí chậm một chút. Rõ. Đang muốn thu đội trở lại, điện thoại di động của bà Ngọc Đường chợt rung lên. Cầm lên nhìn, bà Ngọc Đường ngạc nhiên. Cục trưởng Bao gọi. Bấm nút nhận điện thoại. Alo, cục trưởng. Điện thoại chỉ nói vỏn vẹn 10 giây, bà Ngọc Đường sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ. Sao vậy? Rất ít khi thấy bà Ngọc Đường lâm vào trạng thái á khẩu, Triển Chiêu có dự cảm xấu. Xảy ra chuyện gì? Bà Ngọc Đường buông điện thoại, nhìn Triển Chiêu. Triệu Tước trốn rồi. Cái gì? Triển Chiêu kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao có khả năng? Cục trưởng Ba bảo chúng ta đi trước. Đi Miêu Nhi. Bà Ngọc Đường kéo Triển Chiêu chạy về phía xe, quay đầu lại nói với Vương Triều. Mang người theo tôi. Đoạn đường vốn mất 3 tiếng để đi, bị bà Ngọc Đường lướt cho chỉ còn 1 tiếng. Nhìn điệu bộ biến ô tô thành máy bay của anh thì biết ngay là anh đang sốt ruột cỡ nào. Đến trung tâm nghiên cứu, mọi người đi thẳng vào phòng bệnh của Triệu Tước. Bao chuẩn đứng ở cửa phòng, miệng ngậm điếu thuốc. Nhìn thằng thuốc có thể đoán ra ông đã ở đó một lúc rồi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn phòng giam rộng tuếch, bà Ngọc Đường hỏi Bao chuẩn. Camera theo dõi có ghi lại. Mang hai người tới phòng giám sát, Bao chuẩn mở máy, hình ảnh rất rõ. Người mang Triệu Tước đi chính là tiến sĩ Trương. Trương Bác Nghĩa, 42 tuổi, nhà tâm lý học nổi tiếng, là nghiên cứu viên của trung tâm nghiên cứu, hắn có quyền ra vào phòng bệnh. Bao chuẩn tiếp tục hút thuốc. Hắn biết rõ tình hình nơi này, lợi dụng thời gian trống khi canh gác thầy ca, mang người đi. Bao chuẩn nhìn bà Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng bên cạnh đang nhíu chặt mày, nói: Hai cậu cũng không cần áp lực như vậy, đã phát lệnh truy nã bắt người rồi. Tôi muốn các cậu tới là đợi Tiểu Triển xem gian phòng của Triệu Tước. Phòng? Triển Chiêu khó hiểu. Bao chuẩn cười khẽ. Cậu lần trước không phải là đã nhìn ra manh mối sao? Triển Chiêu xoay mặt trường bà Ngọc Đường. Bà Ngọc Đường vội vã xua tay. Không phải tôi nói. Bao chuẩn lắc đầu. Tôi tuy đã lớn tuổi rồi nhưng không mù đâu. Hai người các cậu thần thần bí bí, rõ ràng là đã biết cái gì đó. Triển Chiêu và Ngọc Đường liếc nhau, thẹn thùng cúi đầu. Thêm nữa, hai người cẩn thận một chút, nhất là Tiểu Chiêu. Bao chuẩn gọi hai người đang muốn đi ra ngoài. Và cả anh trai cậu nữa. Bà Ngọc Đường lập tức căng thẳng. Chú nghĩ Triệu Tước sẽ làm gì với Miêu Nhi và anh hai cháu sao? Bao chuẩn gật đầu. Anh hai năm đó phát hiện bí mật của hắn, cháu còn có thể hiểu. Nhưng Miêu Nhi một chút cũng không dính dáng đến hắn.
Bà Ngọc Đường tự nhiên muốn nổi giận. Hắn vì sao lại muốn làm hại Miêu Nhi? Triển Chiêu kéo bà Ngọc Đường. Ngọc Đường, cậu đừng kích động như vậy. Bà Ngọc Đường giãy ra, tiếp tục nói. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì? Tại sao không nói? Có cái gì không đã nói? Bao Chưởng nhìn bà Ngọc Đường nổi giận, cùng Triển Chiêu vẻ mặt lo lắng. Đằng sau đang kéo anh, ông đột nhiên cười, thở ra một hơi thật dài. 20 năm trước, tôi cũng đã trải qua cảnh ấy. Triển Chiêu và bà Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu nhìn Bao Chưởng. Bao Chưởng đơn giản kéo ghế ngồi xuống. Khi đó tôi cũng với Duẩn Văn đều như vậy, rất dễ nóng nảy. Triệu Tước lúc nào cũng kéo cả hai ra, sau đó giúp nghĩ cách giải quyết. Cũng không phải vì sự tình lúc đó có gì bí mật, mà là bởi vì thực sự không muốn nhắc lại. Lần thứ hai Bao Chưởng châm thuốc. Hai cậu biết Triệu Tước vì sao lại giết nhiều người như vậy không? Thấy hai người lắc đầu, Bao Chưởng cười khổ nói. Bởi vì chuyên gia phá án lúc đó đều dựa vào phương pháp truyền thống. Những lý luận phân tích tâm lý Triệu Tước đưa ra thường bị mọi người chỉ trích. Hắn nhiều lần đề nghị thành lập bộ phận phân tích tâm lý chuyên môn, tuyển nghiên cứu viên môn tâm lý học tham gia. Đáng tiếc, tâm lý học lúc đó lại bị coi như một cái gì đó rất bí ẩn. Hắn muốn chứng minh tác dụng của tâm lý học nên mới giết nhiều người như vậy. Triển Chiêu hỏi. Ừ. Bao Chưởng lại hút một hơi thuốc. Hắn dùng tâm lý ám thị đi giết người, sau lại dùng phân tích tâm lý đi cứu người, đem những người đã từng cười nhạo hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bà Ngọc Đường lúc này đã bình tĩnh lại. Hắn muốn hại Triển Chiêu là vì đố kỵ. Bao Chưởng gật đầu. Hai cậu cũng biết hắn lúc đeo vòng hấp thụ âm thanh, có biết hắn đã nói cái gì không? Ông lại hít một hơi thuốc lá. Hắn nói hắn đố kỵ tôi, đố kỵ Duẩn Văn, đố kỵ mọi người. Hắn nói thiên tài nhất định phải tìm được một sân khấu cho riêng mình. Nói cách khác, thiên tài so ra sống khổ hơn cả đồ ngu. Hắn làm tất cả mọi thứ chỉ vì sáng tạo nên một sân khấu mà thôi. Nghe Bao Chưởng tự thuật, Triển Chiêu có chút ngây người. Nếu lúc đó có trung tâm phân tích tâm lý, như vậy ngành đó là... Bao Chưởng gật đầu. Hắn sẽ giống như cậu. Sau đó Bao Chưởng lại trầm mặc, tự như đang chìm trong hồi ức. Bà Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy trong mắt ông là tiếc nuối và thương cảm. Biểu hiện này bà Ngọc Đường rất quen thuộc. Gần 20 năm, ông bố của anh cũng sẽ thỉnh thoảng vừa hút thuốc vừa ngồi nghe người, thương cảm và tiếc nuối vô hạn. Khi còn bé, anh vẫn nghĩ ý vị ấy rất đàn ông, nhưng hiện tại nhớ lại, cứ như mình mới thật đúng là đáng mừng. Chú hút ít thôi, bà Ngọc Đường nói với Bao Chưởng, không tốt cho cơ thể. Nói xong kéo Triển Chiêu ra đi. Cả hai chạy tới gian phòng của Triệu Tước. Triển Chiêu đi vào xem, bắt đầu tỉ mỉ dò xét căn phòng. Anh ngồi trên chiếc ghế đỏ, bắt đầu lật xem từng tờ vẽ pháp của Triệu Tước. Bà Ngọc Đường ngồi bên ngoài, nghi ngẩn nhìn bóng Triển Chiêu ở bên trong. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi. Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng dần. Triển Chiêu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Miêu Nhi. Bà Ngọc Đường thấy Triển Chiêu sắc mặt tái nhợt, tự như rất không thoải mái, đi lên một bước. Thân thể Triển Chiêu lảo đảo. Miêu Nhi. Vội vã đỡ lấy người Triển Chiêu. Miêu Nhi, cậu làm sao vậy? Bà Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, tay xoa xoa mặt anh. Khó chịu chỗ nào, có phải là mệt không? Không phải. Triển Chiêu có chút suy yếu, bám lấy bà Ngọc Đường. Đem căn phòng này khóa lại, không được xem những bức tranh đó nữa. Làm sao vậy? Bà Ngọc Đường không hiểu. Tập trung những nhân viên trong trung tâm lại, bọn họ cần tâm lý trị liệu. Triển Chiêu lấy lại nhịp hô hấp, sắc mặt cũng dần khá lên. Trong tranh của Triệu Tước có tiềm thức ám thị, những người quanh năm nhìn bức tranh này rất có khả năng sẽ tự sát hoặc giết người.